Đây, giới thiệu với quý vị và các bạn là hôm nay em đến nhà anh Mạnh một fan xem Mạnh bonsai đấy. Thấy anh ấy đang ấy đấy, đang mở trên tivi đấy. Ủa em hôm nay em vinh dự quá, bác ấy mở trên tivi cho anh em xem này. Là bác ấy rất là đam mê cây, yêu cây và đấy, lúc nãy em quay ở trước cửa nhà anh ấy là một dàn bonsai tầm trung, nhiều cây rất là đẹp. Nay là lên Thái Nguyên tham quan cái triển lãm sinh vật cảnh của tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên tổ chức chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tham quan hay tham quan? Tham quan. Đấy, nói nó phải chính xác. Tham quan thì chính xác hơn. Và đây, hôm nay anh ấy đây anh quay một cái tác phẩm hoa giấy mà đấy chính xác luôn. Rất ok. Nhiều hoa. Tác phẩm đấy, lúc nãy quay cho quý vị và các bạn xem rất là nhiều hoa này. Đấy, không gian nhà bác ấy đấy. Tuyệt vời. Tại vì bác có một kênh YouTube và bác ấy post những cái video mà những cái thời điểm mà nhiều hoa đẹp vậy. Đúng rồi. Cực kỳ nhiều hoa luôn đấy. Tuyệt vời. Nhưng mà được cái cây hoa giấy này là cũng ok, cái tác phẩm này xin phép ông chủ về lấy để ghép với cả cái lời bình của video nãy để thể hiện được cho cái cây hoa giấy đó. Được chưa? Nhưng mà thực ra thì chia sẻ nhau mà mình nhất là ví dụ là anh em mình và không phải là cười mà tại vì là ngay từ cái lúc mà ngồi nói chuyện với nhau thôi ai thì thực ra đây là cái tinh thần là chính anh ạ, không quan trọng là cái việc là anh em mình được cái thưởng thức với nhau. Vâng, thế là được rồi. Còn anh thì quan điểm của anh thì anh em mình chia sẻ lúc tuyệt vời. Đấy, cái cây hoa giấy này ra rất là họ nhiều hoa, công nhận đấy. Thì đúng ý muốn của bà này, vừa có hoa vừa có quả. 20 hộp nữa thì à, đúng không? Vâng. Năm ngoái thì anh cũng nhìn cái sức hoa của nó rồi. Năm nay thì nhà nó rất đẹp hơn. Năm nay nó chỉ biết là nó đầy năm, đầy cảnh. Đẹp, công nhận đẹp thật. Đến bà còn thích này. Giới thiệu với cả quý vị và các bạn, đây là bác tên gì nhỉ bác nhỉ? À, mẹ của anh Mạnh, bà nội đấy. Bác không phải ngại đâu bác ạ, cho nên là đây là anh em cháu làm phóng sự nó rất là tự nhiên rồi bác ạ. Vâng, nên là bà cứ tự do thoải mái đi. Ơi giời, tự dưng lại thấy người nổi tiếng này. Đây là những cái kỷ niệm bà đẹp này này, đây này bà nhìn đây này, cây hoa giấy rất là đẹp. Đúng là nhìn cây bây giờ nhìn vào trong này rất hoa đẹp thật. Đẹp không? Rất nhiều hoa. Xài hoa không dùng đâu. Anh chơi cây có chất lượng là được. Tâm điểm uống nước đi anh Hải ạ. Anh ơi, cái tủ này của anh là thảm ốc hay thảm chai đây? Thảm chai chứ. Thảm ốc thì sao? Thảm ốc là chai đi thôi. Đây thảm ốc. Ốc. Thảm ốc nó mới lên màu. Ốc nó nổi hơn chai. Bình thường thảm chai nó gì cũng thế là tủ này là tủ đời mới. Đúng không? Đẹp, mỹ mãn. Bao giờ mua được bộ như nhà bác này? To không? Em nói thật mà rất là chân thành luôn. Anh em chia sẻ rất chân thành. Có khi xin phép anh đi ra ngoài chợ gái đi, ra ngoài triển lãm đi, tham quan gái. Anh Tuấn Anh. Ok, chắc chắn là sẽ lên đây rồi.
Sẽ có một hôm lên đây. Vâng. Chắc chắn là rồi và sẽ lên đây và sẽ qua nhà bác chơi. Nên là giờ có khi là xin phép ấy đi, xin phép bà với cả anh. Bà ơi, con chào bà nhá. Con chào anh nhá. Tuyệt vời đấy. Con chào bà nhá. Con bắt tay bà, chúc sức khỏe bà. Con đi ra ngoài triển lãm một cái.